Đến thời điểm này, huyện Bát Sát mới thu được 23 trên 34 tỷ từ số tiền chúng đấu giá đất năm 2022. Số tiền còn lại khách hàng vẫn chưa nộp mặc dù đã quá hạn. Năm 2022, huyện Bát Sát tổ chức đấu giá thành công 50 trên 77 lô đất, số tiền dự tính thu về gần 34 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện số tiền khách hàng chúng đấu giá chậm nộp lên tới hơn 11 tỷ đồng. Dù đã nhiều lần được đôn đốc, đa số đối tượng chậm nộp là nhà đầu tư ngoài huyện. Huyện Bát Sát đang chỉ đạo, nếu tình trạng trên vẫn tiếp tục kéo dài, sẽ tiến hành hủy kết quả chúng đấu giá và tổ chức đấu giá lại. Năm 2023, Bát Sát được giao chỉ tiêu thu ngân sách từ tiền sử dụng đất là 120 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự báo việc đấu giá đất sẽ rất khó khăn do thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi.